Mở màn cho Carnival Hạ Long 2019, du khách có dịp trải nghiệm lễ hội đường phố sôi động kéo dài từ 15 giờ đến 16 giờ chiều ngày 28 tháng 4 với sự tham gia của trên 400 diễn viên chuyên và không chuyên, trong đó có 34 diễn viên nước ngoài tham dự chia thành 4 đoàn diễu hành trong các trang phục theo chủ đề: 1. Âm vang miền di sản, tông nâu, áo dài trắng; 2. Kỳ quan giữa kỳ quan, tông xanh biển; 3. Năm châu hội tụ, sắc màu; 4. Xanh, tông xanh lá cây. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật Carnival Hạ Long 2019 với chủ đề Từ kỳ quan đến kỳ quan do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì tổ chức từ 19:30 đến 22:00 tối nay sẽ có sự góp mặt của khoảng 100 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân với những tên tuổi lớn của âm nhạc và nghệ thuật Việt Nam như Mỹ Tâm, Tân Nhàn, Tuấn Anh, Minh Quân, Thanh Hằng cùng vũ đoàn Grammy, vũ đoàn T-Challenge và các nghệ sĩ nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Cùng với đó là các màn biểu diễn ca múa nhạc trên sân khấu chính kết hợp với những hoạt động diễu hành sẽ cống hiến cho du khách và người dân Hạ Long, Quảng Ninh những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng, đậm chất của một vùng đất di sản đa sắc màu và chiều sâu văn hóa.